Miei cari confratelli salesiani di Don Bosco, oggi mi rivolgo a tutti voi, dicendovi, come ho detto nel capitolo generale, è arrivata l'ora del capitolo generale 28. Nostri carissimi các hội viên Salesian trên khắp thế giới thân mến, chắc xin gửi lời chào đến mọi người từ Van Docco trong nhà nguyện Thánh Francisco Sales. Nhà nguyện này là nơi Don Bosco với sự nhạy bén thiêng liêng phi thường đã phát triển phương pháp sư phạm thiêng liêng của Ngài và đã hướng dẫn những người trẻ của Ngài trên con đường để có được sự hấp dẫn và gần gũi thật quý giá và tuyệt vời đối với Chúa Giêsu và mẹ của Ngài, Đức Maria đầy ơn phúc của chúng ta. Chúng tôi ở đây vì cha muốn nói đến hướng dẫn hành động thứ tư từ tổng tu nghị của chúng ta, nói về thách đố lớn, một món quà lớn nhưng vẫn là thách đố, đó là việc đào luyện Salesian. Chúng tôi đang ở đây trong nhà nguyện này bởi vì Don Bosco đã cầu nguyện ở đây với các trẻ nam của Ngài. Don Bosco là một người cha, một vị linh hướng, đã nghe những lời xưng tội của tất cả các trẻ của Ngài. Don Bosco đã cầu nguyện ở đây với Damien Savio, Magone, Besucco, Micael Rua, Joan Cagliaro và tất cả những người chúng ta biết từ truyền thống của chúng ta. Chính chúng ta đang ở đây hôm nay, nhưng tinh thần, phương pháp sư phạm thiêng liêng và tiến trình đào luyện phải có những điều cốt yếu, trường tồn theo thời gian. Điểm quan trọng nhất mà cha muốn nhấn mạnh là điều này. Các hội viên thân mến, người đóng vai trò then chốt thực sự trong việc đào luyện không phải là mỗi hội viên, thậm chí không phải là những nhà đào luyện Salesian đồng hành trong việc đào luyện. Người đóng vai trò then chốt đích thực trong việc đào luyện chính là Chúa Thánh Thần. Ngài tuôn đổ xuống chúng ta sự dễ dạy, cho phép tạo ra một con đường thực sự để tiến lên phía trước. Cha rất hạnh phúc về những gì cha sẽ nói bây giờ. Nhưng cha thú nhận rằng cha chịu một trách nhiệm lớn lao và theo một cách nào đó cha rất lo âu. Vì ngày nay cứ 4 người Salesian trong tu hội thì có một người trẻ như những người trẻ ở đây, hoặc thậm chí trẻ hơn một chút, là người Salesian vẫn còn trong giai đoạn đào luyện ban đầu. Mọi người có thể tưởng tượng đây là một món quà vô cùng quý giá. Cứ 4 người Salesian thì có một người trẻ vẫn đang trong quá trình trưởng thành, ơn gọi thực sự. Tất cả chúng ta đều được đào luyện trong suốt cuộc đời, nhưng đây là một giai đoạn rất quý giá và đặc biệt. Tuy nhiên, đó là một trách nhiệm lớn lao khi một ơn gọi đến với tu hội, và đây là điều mà Hiến luật nói với chúng ta. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa yêu Hội Thánh rất nhiều, Thiên Chúa yêu tu hội chúng ta rất nhiều, và Thiên Chúa cũng yêu những người trẻ rất nhiều, trong đó có những người trẻ nghèo nhất và thiếu thốn nhất. Tại sao? Bởi vì Ngài rất yêu những người trẻ. Ngài đã gọi chúng ta và mơ về chúng ta hiện diện ở giữa các em. Tuy nhiên, các bạn thân mến của cha, việc đào luyện không chỉ là sự di chuyển trong một số nhà của chúng ta. Việc đào luyện thậm chí không chỉ là học một số loại kỷ luật. Đào luyện trước hết là một tiến trình lâu dài và kéo dài suốt cuộc đời. Nhưng trên hết, nó cần phải là một tiến trình cá vị hóa lớn lao. Một tiến trình mà tình yêu Thiên Chúa và tình yêu Chúa Giêsu có thể sưởi ấm trái tim mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời của mình, để sau đó chúng ta có thể ra ngoài gặp gỡ những người trẻ thiếu thốn nhất. Nếu thiếu vắng tình yêu này, thiếu vắng sự say mê đối với Thiên Chúa và lòng quảng đại dành cho giới trẻ, chúng ta sẽ làm những việc khác, nhưng đó sẽ không phải là đào luyện Salesian, cũng không phải là cuộc sống mà Don Bosco mơ ước.
Don Bosco. Do đó, các hội viên thân mến, lời mời của cha ngày hôm nay là tập trung tất cả năng lượng của chúng ta vào việc đảm bảo các tiến trình thực sự xác thực, các tiến trình được cá vị hóa và thực sự được đồng hành. Cho phép cha bày tỏ một điều xác tín lớn của cha. Ngày nay, tiến trình đào luyện cho tất cả chúng ta, cho những hội viên trẻ này và cho tất cả mọi người trên toàn thế giới là một tiến trình thực sự của một tác phẩm nghệ thuật. Việc chỉ ở trong một nhà đào luyện không làm cho đào luyện trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta cần phải đặt năng lượng, các tiến trình, các trung gian vào đó, mà cộng thể đúng là hình thức trung gian tuyệt vời. Nơi đó, ta sống cùng với các hội viên mà Thiên Chúa đã đặt xung quanh chúng ta. Cuối cùng, khi nhìn thấy nhóm các hội viên trẻ ấn tượng này, chúng ta hãy nhấn mạnh một giá trị tuyệt vời, đó là sự đa dạng mà mọi người thấy ở đây. Nó thực sự nói lên bản chất toàn cầu của tu hội, tính cách quốc tế và giá trị to lớn về chứng tá của chúng ta. Điều cha đang cố nói ở đây là gì? Cha muốn nói rằng ngày nay, trong một thế giới phức tạp và chia rẽ như thế, bản chất cộng đoàn của chúng ta ngay trên thế giới là một lời tiên tri thực sự. Các hội viên thân mến, tu hội của chúng ta không có tương lai nào khác ngoài tương lai này. Và cha có thể nói nhiều hơn, bởi vì cha biết rằng một số hội viên có thể nói rằng, nhưng tại sao cha bề trên kẻ lại nhấn mạnh quá nhiều đến tính cách quốc tế này? Thứ nhất, bởi vì đó là thực tế của ngày nay, đặc biệt là ở khắp châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, và nó đang bắt đầu giống như vậy ở châu Âu. Nhưng đặc biệt vì chúng ta tin rằng diện mạo của tu hội là diện mạo của sự đa dạng, của sự nhạy cảm, của văn hóa và màu da. Những nơi mà điểm chúng ta gặp gỡ chính là Thiên Chúa, Chúa Giêsu, lòng trung thành với Don Bosco và tình yêu giáo dục tuyệt vời như những người bạn, người anh em, cũng như những người cha cho những người trẻ của chúng ta. Tất cả chúng tôi xin chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ, và chúng ta hãy đặt tất cả năng lực tốt nhất của mình trong việc đào luyện người Salesian hôm nay và ngày mai. Xin chào!